Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ đi hướng dẫn các bạn cách chúng ta tạo một cái button nhìn nó đẹp hơn và bằng một cách khác. Thì video trước ấy, thì các bạn thấy là chúng ta đã tạo ra cái button này bằng cách chúng ta sử dụng cái công cụ Insert và sử dụng cái ActiveX Control này để các bạn kéo một cái button vào đây, sau đó các bạn chỉnh sửa. Thì đây là một cách. Thì một cách nữa, chúng ta sẽ có thể tạo được một cái button nhìn nó đẹp hơn giống như các cái ứng dụng mà các bạn đang làm ấy. Thì bằng cách là chúng ta sử dụng công cụ shape. Đấy, chúng ta sử dụng công cụ shape. Công cụ shape thì các bạn có thể thấy đưa vào ở tab xem quên nhỉ. Công cụ đây, các bạn thấy nó nằm ở cái Illustration này. Đấy, chúng ta vào đây, chúng ta kéo vào đây, thì đây là một loạt các cái công cụ đây, các cái hình dạng mà các bạn có thể dùng để các bạn tạo một cái button, button hình dạng nào cũng được. Thì thông thường nó hay là một cái hình chữ nhật bo tròn này, tùy cái ngôn ngữ thiết kế mà các bạn thích thôi. Thì chúng ta có thể sử dụng cái hình chữ nhật bo tròn này để chúng ta tạo một cái button. Ở đây ví dụ mình sử dụng cái thằng hình chữ nhật bo tròn này nhé. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng nhiều hình khác nữa, hình nào cũng được cả. Triết lý cơ bản là nó giống nhau. Chúng ta kích vào đây. Thì ở đây mình sẽ vẽ một cái hình như thế này. Đó, sau đó thì mình kích vào đây, mình gõ một cái chữ. Ví dụ đây là mở. Đấy, báo cáo. Đấy. Đấy, sau đó thì các bạn có thể căn chỉnh cho nó nhé. Căn chỉnh vào giữa này. Đấy, căn giữa này. Rồi bạn có thể cho nó to lên. Đấy, các bạn chỉnh chữ vào đây. Đấy, chữ in đậm này, in nghiêng gì đấy vào đây, mở báo cáo này, in nghiêng, in đậm, rồi ok. Đó thì chúng ta có một cái nút như này, các bạn có thể chỉnh thêm đấy, các bạn chúng ta có thể chỉnh thêm dựa vào các cái lựa chọn ở đây đấy, màu sắc đấy, ví dụ mình thích màu này chẳng hạn, và bên này nó có một loạt các cái lựa chọn để chúng ta làm nó trông nó giống một cái nút đấy. Đây, đây, các bạn thấy là trông nó giống một cái button. Đấy. Rồi, ok. Các bạn thấy là nhìn nó đẹp hơn rất nhiều. Hoặc là thay vào đó thì các bạn có thể insert một cái image cũng được. Đấy, một cái hình ảnh. Tức là insert một cái hình ảnh vào. Xong đầu mà kích vào hình ảnh đấy thì nó sẽ mở. Thì để gán một cái hàm vào cái nút mà các bạn vừa tạo đây, chúng ta chọn nó này, kích chuột phải. Và chúng ta chọn Assign Macro thôi. Đấy. Sau đó thì chúng ta chọn cái hàm mà chúng ta đã code trong cái video ấy, tên hàm ở đây là simple sub đấy, các bạn là một cái hàm mở báo cáo hoặc cái gì đấy. Đấy, ở đây mình chọn cái simple sub này đấy, sau đó chúng ta xong rồi, bây giờ mình chỉ kích vào đây thôi thì cái báo cáo này nó cũng hiển thị ra. Thì hai cách, thì cách nào mà đẹp thì các bạn sử dụng, làm đơn giản như vậy thôi. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.